Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin cạnh tranh tại Trung ương Đoàn. Nguyễn Minh Chiết, con trai út Ba Dũng đang bị chèn ép. Hiện nay, trong năm lãnh đạo chủ chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam thì có tới 2 người là trưởng thành từ Trung ương Đoàn. Đó là bà Trương Thị Mai, thường trực Ban Bí thư kiêm trưởng ban tổ chức Trung ương, và ông Võ Văn Thưởng, Chủ tịch nước. Bà Trương Thị Mai giữ vương vị Bí thư thường trực Trung ương Đoàn giai đoạn 2001-2012. Trong khi đó, ông Võ Văn Thưởng là bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn từ năm 2007 đến năm 2011. Ngoài ra còn nhiều người khác trưởng thành từ công tác đoàn. Đi theo con đường đoàn trước đây là an toàn, bởi lấy được nó con đường dành riêng cho các con cái, cậu ấm, cô chiêu, đỏ, được cha mẹ gửi đến để tiến thân. Nơi đâu có nhiều quyền lợi kinh tế thì nơi đó có nhiều cạm bẫy. Ở Trung ương Đoàn, các cô chiêu cụ ấm chỉ làm phong trào rồi đến ngày giờ là lên chức mà thôi. Võ Văn Thưởng và Trương Thị Mai đều là những người không ồn ào về chuyện đấu đá. Nguyễn Minh Chiết đang đứng phía sau lưng Bùi Quang Huy. Nguyễn Xuân Anh, cựu bí thư thành ủy Đà Nẵng, cũng từng là cậu ấm đỏ. Nguyễn Xuân Anh không chọn con đường đoàn mà tham gia vào bộ máy chính quyền từ rất sớm. Và kết quả là Nguyễn Xuân Anh dù lên được bí thư thành phố lớn nhất của miền Trung, nhưng rồi cũng bị gãy cánh giữa đường. Bởi trong bộ máy chính quyền, đấu đá quá khốc liệt. Ông Nguyễn Tấn Dũng nuôi hai cậu con trai theo con đường chính trị. Ông Dũng cũng dùng chiến thuật không bỏ tất cả các quả trứng vào cùng một giỏ để lỡ dụng đứa này còn có đứa khác. Với Nguyễn Thanh Nghị, ông Nguyễn Tấn Dũng cho tiến thân bằng con đường tham gia vào bộ máy chính quyền ngay sau khi đi du học về nước. Nguyễn Thanh Nghị tiến thân khá nhanh nhờ bàn tay của người cha. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Nghị cũng suýt rụng khi ông Nguyễn Phú Trọng cho kỷ luật Nghị vào tháng 8 năm 2020 vì liên quan đến đất đai ở Phú Quốc. May mà khi Phạm Minh Chính làm thủ tướng thì ông Nghị được bố trí làm chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Với người con út Nguyễn Minh Chiết, ông Ba Dũng không cho đi theo con đường tham gia vào bộ máy chính quyền, bóng gửi vào đoàn thanh niên. Đây là con đường an toàn cho Nguyễn Minh Chiết. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến khi Nguyễn Minh Chiết rời khỏi tỉnh đoàn Bình Định, Chiết đã dậm chân tại vị trí bí thư Trung ương Đoàn nhiều năm mà không thể lên được bí thư thường trực Trung ương Đoàn hoặc bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Con trai của ông Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Xuân Hiếu cũng đã mất hút sau khi ông Phúc ngã ngựa. Được biết, tại Trung ương Đoàn hiện nay các phe phái cũng tranh nhau dữ dội chứ không còn bình yên như trước đây. Trường hợp ông Nguyễn Xuân Hiếu, con trai của Nguyễn Xuân Phúc, bỗng nhiên mất hút sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc ngã ngựa đang cho thấy điều đó. Đấy là chỉ mới ở tỉnh đoàn chứ chưa nói đến Trung ương Đoàn. Cạnh tranh ở Trung ương Đoàn còn khốc liệt hơn nữa. Nguyễn Minh Chiết thì không rơi vào tình trạng bi đát như Nguyễn Xuân Hiếu, bởi ông Nguyễn Tấn Dũng có sức ảnh hưởng lên chính trường vẫn còn khá mạnh, mặc dù ông đã về hưu. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của Nguyễn Xuân Phúc không được như ông Ba Dũng nên Hiếu đã bị chìm nghỉm. Còn một lý do khác nữa, đó là Nguyễn Xuân Hiếu không có thực lực bằng Nguyễn Minh Chiết. Hiện nay, nhóm Nghệ An tại Trung ương Đoàn đang rất mạnh. Với ông Bùi Quang Huy giữ chức bí thư thứ nhất, việc Bùi Quang Huy tham gia vào bộ máy chính quyền chỉ là còn vấn đề thời gian. Còn Nguyễn Minh Chiết thì gần như không có sức lực gì khi cạnh tranh với Bùi Quang Huy và Nguyễn Ngọc Lương ở vị trí thứ nhất và thứ nhì trong Trung ương Đoàn. Giờ đây, ông Nguyễn Tấn Dũng bất lực nhìn thế lực Nghệ An làm mưa làm gió ở Trung ương Đoàn. Thực ra mà nói, ông Nguyễn Tấn Dũng có thế lực mạnh và có tiếng ở miền Nam, nhưng so với nhóm Lợi ích Nghệ An thì thế lực của Ba Dũng không mạnh bằng. Có lẽ Nguyễn Minh Chiết cần phải chờ thời gian lâu nữa thì mới đến lượt mình, bởi nhóm Lợi ích Nghệ An rất hay. Khi có người rời đi thì họ luôn tìm người Nghệ An khác để mà chám vào. Nguyễn Minh Chiết đã được Nguyễn Tấn Dũng dẫn sang đường tránh để né va chạm, nhưng xem ra Nguyễn Minh Chiết khó né tránh được nhóm Nghệ An. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin cạnh tranh tại Trung ương Đoàn, Nguyễn Minh Chiết, con trai út Ba Dũng đang bị chèn ép. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin
tự hào Việt Nam ơi, học tiến sĩ rửa tỷ đô. Những con người thông minh và vô đạo đức thì sự tàn phá của nó là không thể cân đong đo đếm được. Nền giáo dục xã hội chủ nghĩa là nền giáo dục mục nát đã có từ lâu. Môi trường giáo dục Việt Nam hiện nay là xã hội Việt Nam thu nhỏ. Học sinh tổ chức thành băng nhóm không khác gì ngoài xã hội. Cách ăn nói thiếu giáo dục tràn lan trong môi trường giáo dục nhà trường. Một học sinh nào nên làm người trong môi trường giáo dục của Việt Nam được xem là kỳ tích. Quốc gia nào cũng có những mầm non tài giỏi. Tuy nhiên, nếu mầm non ấy được một nền giáo dục tốt nặn ra thì đấy là phúc đức cho xã hội. Mặc dù vậy, thực tế không ít người giỏi Việt Nam đã hành động trái ngược với những gì mà người đó có đạo đức có thể làm được. Tội phạm mạng Ngô Minh Hiếu đã từng bị tù ở Mỹ nhưng được chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam trọng dụng đưa về. Ngô Minh Hiếu sinh năm 1989 là một chuyên gia máy tính có năng lực. Vào ngày 14 tháng 7 năm 2015, Ngô Minh Hiếu đã bị tòa án của quận tại Mỹ tuyên án 13 năm tù giam vì tội gian lận chuyển khoản, gian lận danh tính, gian lận thiết bị truy cập và 4 tội danh lừa đảo và lạm dụng máy tính. Theo lời khai của Hiếu với FBI, từ năm 2007 cho đến năm 2013, anh đã điều hành các trang web trực tuyến tại nhà của mình ở Việt Nam bao gồm Supercase.info và PhoneCaseMe để bán các gói thông tin cá nhân bị đánh cắp. Các gói này thường bao gồm tên, ngày sinh, số an sinh xã hội, số tài khoản ngân hàng và số định tuyến ngân hàng. Tuy nhiên, vào năm 2020, Hiếu đầu quân cho Trung tâm An ninh mạng quốc gia của Việt Nam, là trung tâm trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Phía trung tâm cho biết họ đang trong quá trình tiếp nhận Ngô Minh Hiếu làm chuyên gia kỹ thuật. Ngô Minh Hiếu vốn là tội phạm, tuy nhiên, chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam không cần đạo đức, họ cần người giỏi và thực hiện được ý đồ của họ là dùng. Ý đồ của họ cũng không phải là ý đồ phù hợp cho đạo đức, nên chính quyền đã không ngần ngại sử dụng những con người như Ngô Minh Hiếu. Thông tin FBI của Mỹ đang truy nã người Việt Nam. Mới đây, mạng xã hội là dậy sóng khi Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI truy nã một người quốc tịch Việt Nam tên là Minh Quốc Nguyễn, có bằng tiến sĩ kỹ thuật điện tử tại Đài Loan. Cáo buộc người này tham gia các vụ rửa tiền Bitcoin trị giá tới 3 tỷ đô la. Người này còn dùng một số bí danh khác như Minh Nguyễn Quốc, Quốc Minh Nguyễn Quốc và Minh Nguyễn, James Smith, David Minh, v.v. Minh Quốc Nguyễn bị cáo buộc tạo điều kiện cho mua và rửa tiền khoảng 3 tỷ đô la giá trị Bitcoin. Ông ta đã bị FBI truy nã vì tội rửa tiền, vận hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép và ăn trộm danh tính. Tweet của FBI biết rõ tên Minh Quốc Nguyễn có dấu. Trên trang web của FBI cho biết Minh Quốc Nguyễn được đào tạo cơ bản về kỹ thuật tiền mã hóa. Trước đây người này từng làm việc trong lĩnh vực trinh sát trực tuyến và giải mã thông tin liên lạc. Vào năm 2016, Minh Quốc Nguyễn có bằng tiến sĩ về kỹ thuật điện tử tại Đài Loan. Với con người mà giỏi đi theo con đường phạm pháp thì không giúp gì cho xã hội, bởi tội phạm là loại gây hại cho xã hội. Một người được học hành đến nơi đến chốn mà có năng lực như thế thì không thể nào làm không ra tiền được. Nếu làm việc chân chính, ông ta vẫn có thể làm giàu được, nhưng tại sao lại phạm pháp? Có lẽ điều này còn thiếu trong con người ông ta là giáo dục đạo đức. Giáo dục mục nát đang là nguyên nhân không nhỏ tạo ra các thế hệ có suy nghĩ lệch lạc tại Việt Nam. Chẳng phải vang gì khi mà đất nước rất ít khi sản sinh cho những cá nhân tầm cỡ, mà có khi được một người giỏi thì lại dùng năng lực hơn người để mà phạm pháp. Việc Nguyễn Minh Quốc làm điều như trên, tất nhiên anh ta phải trả giá cho những gì anh ta đã làm. Nhưng tiếc, một tiến sĩ có kỹ năng làm việc như thế, nó cho thấy một số trong thành phần trí thức của Việt Nam đang đi theo con đường lệch lạc, con đường thiếu sự bền vững. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Tự hào quá Việt Nam ơi, học tiến sĩ rửa được tỷ đô. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.